Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì chúng ta nhận được nhiều phước hạnh từ nơi Chúa ban cho. Cho nên anh chị em, trong buổi nhóm giữa tuần của chúng ta, một trong những điều mà chúng ta thường làm đó là chúng ta dừng lại để chúng ta dâng lên Chúa những lời cảm tạ. Anh chị em trải nghiệm Chúa như thế nào trong những ngày qua? Sự tiếp trợ của Chúa, sự chữa lành, Chúa đáp lời cầu nguyện của chúng ta, hay là những sự dạy dỗ quý báu mà Chúa Ngài đã ban cho đời sống của chúng ta. Hãy cùng với chúng tôi, anh chị em đánh ở dưới dòng chúng ta bình luận để chúng ta sẽ bày tỏ ơn của Chúa, dâng lời cảm tạ Chúa, để các anh chị em ở khắp nơi cũng thấy và nhận biết Chúa ở giữa chúng ta và Ngài luôn luôn đáp lời cầu nguyện khi chúng ta hết lòng kêu xin Ngài. Như lời của Chúa hứa, đó là hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ được mở cho. Nên hãy dừng lại và chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa, vì lòng biết ơn là điều rất quan trọng ở trong tấm lòng của Chúa. Ngài muốn tìm thấy nơi những người cầu xin và Chúa Ngài được cánh tay quyền năng của Ngài can thiệp làm việc. Thì chúng ta trở lại và chúng ta dâng lên Chúa những lời cảm tạ. Đó là điều Chúa muốn thấy trong đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Anh chị em chúng ta đang ở trong loạt bài Bước Đi Trong Thánh Linh. Và tối hôm nay chúng ta sẽ học ở trong đề tài Chìm ngập trong sự hiện diện và quyền năng của Chúa. Hai phần kinh thánh chính mà chúng ta sẽ cùng suy nghĩ buổi tối hôm nay, đó là ở trong Luca chương 24, từ câu 44 cho đến câu số 49. Đoạn Ngài phán rằng: ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri cùng các thi thiên phải được ứng nghiệm. Bây giờ Ngài mở trí cho môn đồ được hiểu kinh thánh. Ngài phán có lời chép rằng: Đấng Christ phải chịu đau đớn dường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại. Và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Jerusalem. Các ngươi làm chứng về mọi việc đó, ta đây sẽ ban cho các ngươi điều cha ta đã hứa. Còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Phần kinh thánh thứ nhì, đó là công vụ chương 1 từ câu 4 cho đến câu số 8. Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói. Vì chân dân đã làm phép báp tem bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép báp tem bằng Đức Thánh Linh. Và những người nhóm tại đó thưa cùng Ngài rằng: lại Chúa, có phải trong lúc này Chúa sẽ lập lại nước Israel chăng? Ngài đáp rằng: khi hạn và ngày giờ mà cha đã tự quyền định lấy, ấy là vì các ngươi chẳng nên biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samri, cho đến cùng trái đất. Cảm ơn Chúa. Hai phần kinh thánh này cho chúng ta thấy điều mà Đức Chúa Trời Ngài đã lên kế hoạch. Ngài muốn ban cho chúng ta sự hiện diện của Ngài qua Thánh Linh của Chúa để đi cùng, để dẫn dắt chúng ta, để ban cho chúng ta ơn quyền của Ngài. Đây là điều mà chúng ta cần nhớ, đó là trong sứ mạng vĩ đại mà Chúa Ngài đã ban cho chúng ta hội thánh của Chúa, thì Ngài không quy định ban cho chúng ta sứ mạng đó để chúng ta đi tay không. Nhưng mà Chúa Ngài trang bị cho chúng ta quyền năng và sự hiện diện của Chúa ở cùng để chúng ta có thể thực hiện những công tác mà Chúa Ngài ban cho chúng ta. Vì Đức Chúa Trời không bao giờ bỏ rơi hay là để dân sự của Ngài côi cút. Ngài không bao giờ để mặc cho họ sinh tồn theo bản năng của xác thịt. Ngài luôn mật thiết gần gũi với dân sự của Ngài và cho họ sự hiện diện và quyền năng của chính Ngài. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta học bước đi trong Thánh Linh, thì chúng ta cần nhận biết và đón nhận sự trang bị của Chúa để chúng ta có thể kinh nghiệm được phước hạnh mà Chúa Ngài đã định cho đời sống của chúng ta. Khi chúng ta có một mối tương giao thông công mật thiết với Chúa, là chúng ta kinh nghiệm được phước hạnh mà Chúa Ngài dành ban cho chúng ta. Mà Đức Chúa Jesus Christ đã trả một giá rất đắt để phục hồi lại cho chúng ta. Vì tội lỗi đã làm ngăn cách con người của chúng ta với Đức Chúa Trời. Nhưng cảm ơn Chúa, Chúa Ngài đã có kế hoạch để phục hồi con người của chúng ta qua sự chết, qua sự hy sinh của Đức Chúa Giêsu mà tội lỗi được xóa đi và chúng ta kinh nghiệm được sự phục hồi, để rồi chúng ta lại có một mối thông công tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời. Chúa muốn liên hệ trực tiếp trong đời sống của con dân của Ngài. Cho nên một trong những danh xưng của Đức Chúa Giêsu, Ngài là Emmanuel, có nghĩa là Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, Đức Chúa Trời ở với chúng ta. Cảm ơn Chúa vì
phước hạnh mà Chúa Ngài đã dành ban. Emmanuel, Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài muốn phục hồi lại kế hoạch ban đầu của Chúa khi Ngài dựng nên loài người chúng ta. Ngài muốn con người của chúng ta được dựng nên để Chúa có thể sống ở trong chúng ta. Và đây là phước hạnh mà Chúa Ngài đã định cho loài người chúng ta. Nhưng tội lỗi đã làm cho con người chúng ta mất đi phước hạnh này. Vì mỗi người đều đã phạm tội và hụt mất sự vinh hiển đó. Thay vì có sự hiện diện, vinh hiển của Chúa ở trong đời sống của chúng ta luôn luôn. Thì vì tội lỗi con người của chúng ta đã đánh mất phước hạnh này. Nhưng cảm ơn Chúa Giêsu, Ngài đã phục hồi lại cho chúng ta. Cho Ngài đến để bày tỏ Đức Chúa Trời ở trong chúng ta và để thực hiện công việc để Chúa có thể ở với chúng ta luôn luôn. Cảm ơn Chúa. Buổi tối hôm nay chúng ta suy nghĩ một số điều về sự hiện diện của Chúa. Thứ nhất, chúng ta cùng suy nghĩ về công tác và mục đích của Đức Thánh Linh trong đời sống của một tín nhân. Để mang đến thực tại về sự hiện diện và quyền năng của chính Đức Chúa Trời trong đời sống của dân sự của Ngài. Đây là điều tuyệt vời lắm anh chị em. Khi chúng ta hiểu được, chúng ta sẽ thấy sự sống của Đức Chúa Trời sống ở trong chúng ta. Quyền năng của Đức Chúa Trời mà Chúa Ngài mang vào trong cuộc đời của chúng ta sẵn sàng để tuôn đổ ra. Để trong ơn của Chúa chúng ta sẽ làm gạch nối, chúng ta làm những người đem phước hạnh của Chúa, quyền năng của Ngài đến với những cuộc đời, đối với những hoàn cảnh, với những nhu cầu khác nhau. Để Đức Chúa Trời có thể can thiệp vào và đem lại sự thay đổi ở trong hoàn cảnh cũng như là đời sống của họ. Cảm ơn Chúa. Thông công với Chúa, ở trong ơn của Ngài, không chỉ là trò chuyện với Chúa, hay là chúng ta đọc về Ngài, về công việc của Ngài ở trong Kinh Thánh. Và đó là điều mà chúng ta thấy rằng giáo hội ở nhiều nơi người ta đã dừng lại chỗ đó. Bây giờ thì chỉ học về Đức Chúa Trời và học những lời Kinh Thánh. Nhưng anh chị em, tất cả lời của Chúa, Kinh Thánh là phương tiện để giúp cho chúng ta, vì lời của Chúa là linh và sự sống. Khi chúng ta đến với lời của Chúa, thật sự đến với lời của Chúa và chúng ta đón nhận, thì chúng ta sẽ thấy quyền năng của Chúa thể hiện và chúng ta có thể thông công với Chúa, liên lạc với Ngài. Đây là phước hạnh mà Chúa Ngài dành ban cho đời sống của chúng ta. Ngài muốn chúng ta mỗi người có một mối liên hệ sống động với Chúa Cha ở trên trời. Cảm ơn Chúa. Đây là điều mà Đức Chúa Trời Ngài đeo đuổi. Như những người con đã mất lối, những người con bị tản lạc, không biết và không còn có thể liên lạc với cha của mình. Thì con người chúng ta ở trong hoàn cảnh côi cút. Nhưng cảm ơn Chúa, kế hoạch của Ngài đi tìm và cứu chúng ta để mang chúng ta trở về và tạo cho chúng ta một cái phước hạnh để chúng ta có thể được liên lạc với Chúa, chúng ta có thể được thông công với Ngài. Và đây là mối liên hệ hai chiều. Cảm ơn Chúa, phần của Chúa thì Ngài đã làm tất cả những gì cần thiết. Ngài hứa ban, rồi Ngài thực hiện, mà chúng ta thấy đã kết quả xảy ra trong ngày lễ Ngô Tuần. Chúa, Ngài ban cho chúng ta lời hứa. Lời hứa ở trong Kinh Thánh thì rất nhiều, nhưng mà có một cái lời hứa được gọi là điều trả hứa. Và chúng ta thấy Luca đã ghi lại cho chúng ta. Phần của chúng ta trong mối liên hệ hai chiều này, chúng ta cũng cần phải biết cái vị trí của mình để chúng ta có thể học và chúng ta bước đi trong Thánh Linh để chúng ta có thể liên lạc với quyền năng của Chúa, sự hiện diện của Ngài luôn luôn trong đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa, Chúa Ngài đã cam kết và thành tín ở trong việc bày tỏ sự hiện diện của Ngài cho đời sống của chúng ta. Ngài tỏ quyền năng của Ngài khi chúng ta kêu cầu và Chúa Ngài đến, Ngài đáp lời ở trong phước hạnh của Chúa, và khi Ngài đến, Ngài đem sự cứu giúp đến với Ngài để giúp đỡ cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Và đây là điều tuyệt vời mà anh chị em, xin tôi cầu nguyện để Chúa Ngài giúp đỡ, để hết thảy chúng ta sẽ nhận biết một cái sự nhận thức của Cơ Đốc nhân rất là quan trọng này. Đó là tất cả Đức Chúa Giêsu Christ, khi chúng ta mời Ngài làm cứu Chúa đời sống, Ngài bước vào đời sống của chúng ta, thì tất cả Đức Chúa Giêsu Christ ở trong chúng ta. Khi chúng ta được mắc lại mối liên hệ với Đức Chúa Trời, thì tất cả Đức Chúa Trời, quyền năng của Ngài là đấng đã dựng nên vũ trụ này, đã được bọc lấy ở trong một thân thể của con người. Đây là điều tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể khám phá trong đời sống của chúng ta. Đây chúng ta có thể sống sự sống của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta và bày tỏ xuyên qua cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta hiểu được những điều này, thì chúng ta mới có thể bước đi trong Thánh Linh. Và Đức Thánh Linh của Chúa sẽ hướng dẫn, sẽ ban quyền năng, sẽ chi phối đời sống của chúng ta. Rồi chúng ta sẽ thấy kết quả thật là phước hạnh, kết quả của quyền năng lớn lao của Đức Chúa Trời thể hiện xuyên qua cuộc đời của chúng ta. Sự hiện diện và quyền năng của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra cho chúng ta qua lời của Chúa, mà chúng ta có thể thấy điều đầu tiên là ở trong Cựu Ước. Chúng ta thấy ở trong Cựu Ước,
sự hiện diện quyền năng thường trực của Đức Chúa Trời được bày tỏ cho tất cả dân sự của Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta nhớ hình ảnh này được bày tỏ một cách sống động trong 40 năm khi dân Israel đi ở trong đồng vắng. Sự hiện diện của Chúa có thể thấy được ở giữa dân sự của Chúa. Sự hiện diện của Chúa có thể kinh nghiệm được cho cả dân sự của Chúa ở giữa trại quân bao phủ trên họ. Ban ngày bằng áng mây và ban đêm là trụ lửa. Chúa bày tỏ sự hiện diện của Ngài ở trong mây và trụ lửa. Đó là sự hiện diện hiển lộ của Chúa đã được bày tỏ ra. Cảm ơn Chúa. Khi nói đến sự hiện diện của Chúa thì chúng ta biết rằng sự hiện diện của Chúa bày tỏ ra ít nhất là trong ba cách khác nhau. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời, Ngài là đấng toàn tại, Ngài có mặt ở khắp mọi nơi. Cảm ơn Chúa. Ngài cũng là Đức Chúa Trời hứa với chúng ta rằng Ngài ở với chúng ta. Nhưng mà điều quan trọng mà chúng ta cần nhớ đó là sự hiện diện của Chúa từng hồi từng lúc có thể bày tỏ ra một cách hiển lộ để chúng ta có thể kinh nghiệm, chúng ta có thể rờ chạm được, chúng ta có thể trải nghiệm được sự hiện diện của Chúa ở trong ơn của Ngài. Như dân sự của Chúa ngày xưa lúc họ ở trong đồng vắng thì ban ngày có một đám mây che phủ ở trên trại quân. Ban đêm thì có một trụ lửa, cũng chính là sự hiện diện của Chúa ở giữa dân sự của Chúa. Và đây là điều tuyệt vời mà chúng ta có thể thấy được. Sự hiện diện của Chúa dẫn dắt dân Israel khi áng mây này di chuyển thì lập tức dân sự của Chúa họ phải nhổ những cái cọc và lều của họ và đi theo sự dẫn dắt. Áng mây đi đến đâu họ đi theo sao đến đó. Sự hiện diện của Chúa đi trước dẫn dắt họ. Anh chị em, đó lý do tại sao chúng ta học về sự hiện diện của Chúa khi chúng ta học bước đi trong Thánh Linh. Bởi vì Đức Thánh Linh là sự hiện diện của Đức Chúa Trời được ban cho con người của chúng ta ở trong thời đại này, để chúng ta có thể đi theo sự dẫn dắt của Chúa. Ngài đi trước, Ngài dẫn dắt, và khi Ngài di chuyển, chúng ta di chuyển theo. Khi Chúa Ngài dừng lại, chúng ta dừng lại như dân sự của Chúa khi đám mây dừng lại, thì họ dừng lại và họ dựng lều lên. Ở đó cho đến khi áng mây di chuyển nữa thì họ lập tức họ nhổ lều, dỗ trại. Cho nên đền thờ mà họ thờ phượng Chúa ở trong những năm ở trong đồng vắng được gọi là đền tạm. Vì nó là một cái lều, không phải là một nơi cố định, nhưng mà các ban thứ được sắp đặt để họ có thể dỡ cái lều tạm này và di chuyển theo sự hướng dẫn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Có những ban thứ chịu trách nhiệm trong vấn đề mang những cái khí mạnh. Có những ban thứ được giao để họ có thể mang những cái lều, những cái màn để dân sự của Chúa có thể đi ở trong sự dẫn dắt của Chúa, di chuyển theo sự dẫn dắt của Chúa. Ngày hôm nay cảm ơn Chúa vì thân thể của chúng ta là đền thờ của Chúa, nơi Thánh Linh của Chúa, Ngài đang ngự ở trong chúng ta. Và Ngài muốn dẫn dắt chúng ta. Trong sự khôn ngoan của Ngài, Ngài dẫn dắt chúng ta để chúng ta đi đúng đường. Ngài dẫn dắt chúng ta để chúng ta làm đúng công việc mà Chúa Ngài muốn chúng ta làm. Ngài dẫn dắt công việc của chúng ta, đó là đi theo sự dẫn dắt của Chúa ở trong ơn của Ngài. Khi Israel tìm cầu Chúa và kêu đến danh của Ngài ở trong những lúc có cần, chúng ta nhớ khi Chúa Ngài nghe cái lời cầu xin của dân sự của Chúa, tiếng kêu của họ thấu lên đến Đức Chúa Trời. Và Chúa Ngài ngự xuống, gặp gỡ một con người tên là Môi-se, và Chúa Ngài sai phái ông để có thể dẫn dắt dân sự của Chúa ra khỏi ách nô lệ của xứ Ai Cập. Cảm ơn Chúa. Khi họ kêu cầu, Chúa Ngài đáp lời và giải cứu họ. Israel là những chứng nhân đã chứng kiến sự hiện diện quyền năng của Chúa. Họ thấy được sự hiện diện của Chúa một cách rất là rõ ràng qua những công việc mà Chúa Ngài làm, qua sự dẫn dắt của Chúa ở trong đám mây và trụ lửa. Ngày hôm nay, khi chúng ta được sống ở trong một môi trường như dân sự của Chúa thì thật là tuyệt vời, phải anh chị em? Cảm ơn Chúa. Chúng ta không cần phải ước mơ hay là nhìn họ với một cái lòng mà chúng ta ước ao rằng mình cũng sẽ kinh nghiệm được như vậy. Bởi vì Chúa Ngài biết nhu cầu của con người của chúng ta và Ngài đã sắm sẵn. Ngài đã sai phái Thánh Linh của Ngài đến để ở trong chúng ta, ở với chúng ta và mặc lấy quyền phép của Ngài trên chúng ta để chúng ta có thể kinh nghiệm Chúa và đi theo sự dẫn dắt của Ngài. Phước hạnh của chúng ta trong ngày hôm nay, chúng ta có thể ở trong sự hiện diện và quyền năng thánh đó của Chúa khi chúng ta biết nhờ cậy, khi chúng ta chọn bước đi trong sự dẫn dắt của Chúa. Và buổi tối hôm nay chúng ta sẽ cùng suy nghĩ những điều để giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta có thể kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa một cách đầy dẫy, để chúng ta được chìm ngập ở trong sự hiện diện của Chúa và chúng ta có thể chọn để chúng ta bước đi trong sự dẫn dắt của Ngài là như vậy. Quyền năng của Chúa sẵn sàng tuôn đổ khi chúng ta kêu cầu đến danh của Ngài và chúng ta có thể trông đợi sự giải cứu của Ngài.
Phần B mà chúng ta suy nghĩ ở tại đây đó là sự hiện diện quyền năng của Đức Chúa Trời trong chức vụ trên đất của Chúa Giêsu. Chúng ta thấy Chúa bày tỏ sự hiện diện của Ngài với dân sự của Chúa khi 40 năm họ đi trong đồng vắng. Bây giờ chúng ta cùng xem sự hiện diện của Chúa được thể hiện ở trong thánh vụ của Đức Chúa Giêsu trên đất này. Hai phần kinh thánh mà tôi mời anh chị em chúng ta cùng suy nghĩ là hai phần kinh thánh được chép trong hai quyển sách. Thứ nhất là Tin Lành Luca và thứ nhì là Công vụ các sứ đồ. Luca ghi lại cho chúng ta hình ảnh này. Ông mô tả Đức Chúa Giêsu là con người được mặc lấy quyền phép bởi sự hiện diện và quyền năng của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa và Chúa Ngài cũng muốn chúng ta theo mô hình này để chúng ta thấy được rằng khi chúng ta thật sự tin Chúa và được cứu thì chúng ta có thể được mặc lấy quyền phép bởi sự hiện diện và quyền năng của Đức Chúa Trời để chúng ta cũng có thể sống một cuộc sống như Chúa Giêsu đã làm khuôn mẫu cho chúng ta. Đúng là sách Tin Lành Luca có thể được gọi là công vụ của Đức Thánh Linh ở trên thánh vụ của Đức Chúa Giêsu. Và sách Công vụ Sứ Đồ có thể được gọi là công vụ của Đức Thánh Linh ở trong Hội Thánh. Bởi vì cả hai đều là công việc của Chúa ở trên Đức Thánh Linh, ở trên Đức Chúa Giêsu và công việc của Đức Thánh Linh trên Hội Thánh của Ngài. Cảm ơn Chúa. Cả hai sách Tin Lành Luca và Công vụ theo như bác sĩ Luca đã ghi chép lại thì chúng ta thấy Luca bắt đầu bằng cách xây dựng và giới thiệu sự hiện diện quyền năng của Đức Thánh Linh. Và điều này dẫn đến một kiểu mẫu có thể tìm thấy suốt ở trong cả hai sách này. Ví dụ như trong sách Tin Lành theo Thánh Luca, thì Đức Thánh Linh được giới thiệu trong sự ra đời của Giăng Baptist và sự Giáng sinh của Đức Chúa Giêsu. Chúng ta thấy Elizabeth và Zachary là cha và mẹ của Giăng Baptist, cũng như cụ Simeon làm chứng và tiên tri về sự ra đời của Đấng Messiah qua quyền năng của Đức Thánh Linh. Và Đức Chúa Giêsu khi chịu báp têm thì chúng ta thấy rằng sự chứng nhận của Đức Thánh Linh cũng bày tỏ ra Ngài lấy hình của chim bồ câu mà ngự ở trên Đức Chúa Giêsu và sự giáng xuống đó một cách rõ ràng của Đức Thánh Linh cho thấy sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở với ban phước và xác nhận Đức Chúa Giêsu là Christ. Đây là điều rất là quan trọng anh chị em. Khi Đức Chúa Trời Ngài bày tỏ sự hiện diện của Ngài trong mức độ đó thì Ngài ban cho chúng ta sự hiện diện ở với của Chúa, ban cho chúng ta phước hạnh. Và Chúa Ngài cũng xác nhận chúng ta là con cái của Ngài. Hai bài trước chúng ta đã nhắc nhở hết thảy những người được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con cái của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa khi chúng ta được Chúa Ngài dẫn dắt. Quyền năng của Chúa thể hiện trong đời sống của chúng ta đó là sự xác nhận của Chúa. Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, chúng ta là con cái của Ngài. Cảm ơn Chúa. Khi phước hạnh này thể hiện ra thì chúng ta không cần phải nhờ vào trong sự phong chức. Chúng ta cũng không cần ai khác mà xác nhận chúng ta, nhưng mà chính quyền năng và sự hiện diện của Chúa xác nhận rằng chúng ta thuộc về Chúa và Ngài sai phái chúng ta đi ra trong ơn của Ngài. Đây là điều tuyệt vời anh chị em. Ngày hôm nay vì thiếu hiểu biết điều này, nhiều mục sư cũng như con cái của Chúa ráng cố gắng để mà học để lấy những cái bằng cấp của một cái trường nào đó để cho chúng ta cái bằng cấp đó như là một cái sự xác nhận. Có một số lập luận là mình phải có bằng cấp thì ở bên ngoài người ta mới nể trọng mình. Nhưng anh chị em, theo như lời của Chúa thì chúng ta thấy rằng tòa công luận nhìn thấy Phi-rơ và Giăng là hai người ít học, nhưng mà họ thấy được quyền năng mà Chúa đã thể hiện qua cuộc đời của hai con người này thì họ lấy làm lạ và họ liền sực nhớ. Đó là vì hai con người này đã từng có thời giờ để ở gần với Chúa Giêsu. Đó là sự xác nhận tuyệt vời nhất. Mình xin Chúa Ngài cho để tòa công luận ngày hôm nay thế nhân đang quan sát chúng ta. Họ thấy cuộc đời của chúng ta bày tỏ sự hiện diện của Chúa một cách rất thật, rất quyền năng. Và chính điều đó sẽ giúp đỡ cho họ được xác nhận chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta là tôi tớ của Đức Chúa Giêsu Christ và chúng ta là đại sứ của nước trời được Chúa Ngài sai phái chúng ta đi ra để chúng ta có thể mở mang vương quốc của Đức Chúa Trời là như vậy. Hãy tìm sự xác nhận này từ nơi Chúa hơn là chúng ta đi tìm sự xác nhận của học thức hay là của những trường để cấp bằng cho chúng ta. Tôi không phủ nhận những điều đó, nhưng mà anh chị em phải đảm bảo chúng ta có sự hiện diện của Chúa ở trên đời sống của chúng ta là điều quan trọng nhất. Những điều kia là giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta biết, để chúng ta có thể giảng lời của Chúa một cách hệ thống. Chúng ta không mâu thuẫn niềm tin của chúng ta, sự giảng dạy của chúng ta có một cái cơ sở vững chắc. Đó là điều cần thiết. Nhưng mà điều quan trọng nhất là hãy tìm sự xác nhận mà Đức Chúa Trời Ngài đã xác nhận trên thánh vụ của Đức Giêsu là Christ, là Đấng chịu sức giàu.
bằng chính sự hiện diện và quyền năng của Ngài. Đây là điều hết sức là quan trọng mà xin Chúa cho chúng ta, để chúng ta nắm bắt được ở trong đời sống của chúng ta. Vì khi được chính Chúa Ngài xác nhận, nó quý hơn rất nhiều những bằng cấp. Và anh chị em, chúng ta có thể thấy ở trong hình ảnh này, khi chúng ta đối diện với một người ốm đau, cần được sự chữa lành, thì chúng ta thấy rằng chúng ta không thể nào lấy cái bằng cấp của trường nào đó. Họ đã ban cho chúng ta một cái học vị nào đó. Vì chúng ta lấy cái bằng cấp đó chúng ta đắp ở trên người bệnh. Anh chị em, không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà chính danh của Chúa và quyền năng và sự hiện diện của Chúa, khi chúng ta công bố trong danh Đức Giê-xu, để chúng ta truyền lệnh cho ốm đau, bệnh tật, đau nhức, nó phải ra khỏi thân thể của những người mà nó đang gây khó khăn. Sự chữa lành của Chúa được thể hiện ra ở trong danh Đức Giê-xu, và Chúa Ngài cho thấy kết quả bởi lời công bố và sự cầu nguyện của chúng ta. Thì đó là sự xác nhận về sự hiện diện của Chúa một cách rõ ràng nhất và hiệu quả nhất ở trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta cũng không thấy ai lấy bằng cấp để đưa ra với người bị quỷ ám mà nói rằng nhân danh trường gì đó, mà ta là tiến sĩ của trường gì đó, tiến sĩ của môn nào đó, mà truyền lệnh cho mày phải ra khỏi người này, quỷ sẽ không bao giờ ra, nó không nhúc nhích khi chúng ta làm như vậy. Bởi vì danh của Chúa, sự hiện diện của Chúa mới chính là điều làm cho quỷ phải tháo chạy, và quyền năng của Chúa thể hiện để đem lại sự chữa lành, giúp đỡ cho những người có nhu cầu. Chúng ta đi tìm sự xác nhận của sự hiện diện của Chúa ở trong đời sống của chúng ta, như chúng ta đang thấy ở tại đây. Chính sự hiện diện, quyền năng của Chúa, Thánh Linh ngự xuống ở trên Đức Chúa Giêsu như Ngài lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Đức Chúa Giêsu, và sự giáng xuống một cách rõ ràng của Đức Thánh Linh cho thấy sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở với, ban phước và xác nhận Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ. Rồi chúng ta thấy lúc Đức Chúa Giêsu chịu cám dỗ, Đức Thánh Linh hướng dẫn Ngài đi vào ở trong một quyết đấu trường mà Ngài phải bày tỏ sự vâng lời Đức Chúa Trời một cách tuyệt đối, không đi theo ý riêng, cũng không lấy sức mạnh để làm bất cứ điều gì. Chúa Ngài chọn lời của Đức Chúa Trời, Ngài chọn vâng theo Đức Chúa Trời, Ngài chọn bước đi ở trong con đường vâng phục, để rồi chúng ta thấy bày tỏ ra sự đắc thắng của Chúa khi Satan đến cám dỗ Chúa, và Ngài đã đắc thắng khi Ngài tuyên bố như có chép rằng. Và sự hiện diện của Chúa đã bày tỏ ra ở trong giây phút đó, đem lại sự đắc thắng ở trong chức vụ của Đức Chúa Giêsu. Rồi khi Đức Chúa Giêsu Ngài bắt đầu chức vụ sau khi chịu thử thách ở trong đồng vắng, thì Luca ông đã ghi lại Đức Chúa Giêsu trở về được mặc lấy quyền phép của Đức Thánh Linh. Cảm ơn Chúa. Như vậy chúng ta thấy chúng ta cần phải có, và ước muốn của chúng ta cũng phải có một cái ước muốn. Câu hỏi mà tôi muốn đặt ra với anh chị em trong thời gian này là: bạn có muốn đời sống của mình được đánh dấu như vậy không? Không phải bằng cấp, không phải học vị của chúng ta, hay là một cái gì đó phong chức của giáo hội, nhưng mà tối cao đó là sự xác nhận về sự hiện diện của Chúa đánh dấu trên cuộc đời của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Nguyện xin Chúa nhờ ban phước để chúng ta sẽ tấn tới ở trong ơn của Chúa và luôn được sự đánh dấu của Chúa trong đời sống của chúng ta như vậy. Phần C, chúng ta thấy sự hiện diện và quyền năng của Chúa ở trong đời sống của tín nhân, của dân sự của Chúa, trong cựu ước, trong chức vụ của thánh vụ của Đức Giê-xu, và bây giờ trong đời sống của những tín nhân. Đây chính là chủ đích của Chúa cho con trai, con gái của Ngài. Chúng ta có sự hiện diện của Chúa một cách hiển lộ trong đời sống của chúng ta. Ngài muốn bày tỏ quyền năng và sự hiện diện của Ngài cho những người tìm kiếm Ngài. Cho nên trong Luca chương 11, Đức Giê-xu dùng hai hình ảnh để giúp đỡ cho chúng ta thấy được ở tại đây. Luca chương 11 từ câu 1 cho đến câu số 13. Có ba phần ở trong lời dạy của Chúa Giêsu tại đây để cho chúng ta thấy khi chúng ta có nhu cầu, chúng ta biết ở đâu có được sự chu cấp cho nhu cầu đó. Khi chúng ta nhận biết tốt lành của Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài muốn chúng ta xin tìm, gõ cửa để Chúa Ngài có thể ban phước ở trên đời sống của chúng ta. Và Chúa Ngài bày tỏ ra cho chúng ta thấy Chúa rất rất muốn ban cho chúng ta Thánh Linh của Chúa, sự hiện diện của Ngài để ở với chúng ta. Luca chương 11 câu 1 đến câu số 13. Có một ngày, Đức Giê-xu cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, các môn đồ thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện cũng như dân đã dạy môn đồ của mình. Ngài phán rằng: Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến. Xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy. Xin tha tội chúng tôi, vì chúng tôi cũng tha kẻ mất lòng mình.
và xin cho để chúng tôi đi vào sự cám dỗ. Chúa nghe dạy cho các môn đệ của Chúa cái cách để có thể cầu nguyện và xác nhận. Thứ nhất đó là nhìn nhận phước hạnh mà mình có được khi mình là con Chúa. Lại Cha chúng con ở trên trời, cảm ơn Chúa, danh Cha được thánh. Cảm ơn Chúa vì chúng ta ngày hôm nay mang danh của Chúa trong đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa, chúng ta được Chúa Ngài ban phước ở trên đời sống của chúng ta. Bây giờ chúng ta là công dân của nước của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, và Chúa Ngài là đấng chu cấp cho chúng ta những gì chúng ta cần. Cảm ơn Chúa, và Ngài cũng là đấng bảo vệ chúng ta khỏi ma quỷ cũng như điều ác. Cảm ơn Chúa, và mức độ của sự tha thứ của Chúa cho những vấp ngã trong đời sống của chúng ta thì nó tương xứng với cách mà chúng ta tha thứ cho những người lân cận của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Rồi chúng ta thấy câu số 5 đoạn. Ngài phán cùng môn đồ rằng, nếu một người trong các ngươi có bạn hữu nửa đêm đến nói rằng, bạn ơi, cho tôi mượn 3 cái bánh, vì người bạn của tôi đi đường mới tới, tôi không có chi để đãi người. Nếu người kia ở trong nhà trả lời rằng, đừng khuấy rối tôi, cửa đóng rồi, con cái và tôi đã đi ngủ, không dậy được mà lấy bánh cho anh. Ta nói cùng các ngươi, dầu người ấy không chịu dậy cho bánh vì là bạn mình, nhưng vì cớ người kia làm rộn, sẽ dậy và cho người đủ sự cần dùng. Ta lại nói cùng các ngươi, hãy xin sẽ ban cho, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho, vì hãy ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ. Cảm ơn Chúa. Ở đây chúng ta thấy Chúa Ngài cho chúng ta thấy hình ảnh một người có một cái nhu cầu. Và theo như luật của Chúa Ngài đã dạy, đó là con dân của Chúa, chúng ta có cái trách nhiệm để giúp đỡ cho khách bộ hành. Ngày xưa khi khách bộ hành người ta đi ở trong một đoạn đường với những cái phương tiện thiếu và đơn sơ của thời bấy giờ, họ không có tiệm ăn ở bên đường. Có thể họ đi một đoạn đường rất là dài mà không có thức ăn. Cho nên Chúa bảo khi khách bộ hành đến nhà của chúng ta, đến trại của chúng ta, thì dân sự của Chúa chịu trách nhiệm phải cho họ ăn. Và Chúa Ngài cho chúng ta thấy một hình ảnh ở tại đây. Đó là có một người, có người khách, có người bạn đến thăm mình vào buổi tối, nửa đêm. Mà người này không có gì để đãi cho người bạn này. Nhưng mà trách nhiệm Chúa Ngài bảo là phải đãi cho những người khách bộ hành. Thì Chúa Ngài dùng hình ảnh này để nói đến, đó là người này chạy đến nhà bánh, chỗ có bánh để có thể mượn, có thể nhận được và đem về để đãi cho người vừa mới ghé nhà của mình. Đây là hình ảnh mà Chúa Ngài muốn cho chúng ta thấy được trong cuộc sống của chúng ta trên đất này, ở trong công việc mở rộng vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúa Ngài cho chúng ta biết rằng sẽ có những người có nhu cầu chung quanh của chúng ta và họ sẽ tiếp xúc với chúng ta. Chúng ta cần nhận biết tự chúng ta không có bánh để đãi họ. Nhưng mà chúng ta biết có một nhà có bánh, là nơi sự hiện diện của Chúa, là nơi Đức Chúa Trời quyền năng của chúng ta. Và công việc của chúng ta là đến gõ cửa, hay nói đến việc chúng ta đến chúng ta xin bánh để đãi cho người khác, xin bánh để đãi cho những người có nhu cầu, những người đang đói. Cảm ơn Chúa. Và Chúa Ngài dùng hình ảnh này để đem lại sự tương phản và nói đến tâm lòng của Chúa. Đó là khi người này gõ cửa và xin, bạn ơi, cho tôi mượn 3 cái bánh, vì người bạn của tôi đi đường mới tới, tôi không có chi để đãi người. Và câu số 7 nói rằng, nếu người kia ở trong nhà trả lời rằng, đừng khuấy rối tôi, cửa đóng rồi, con cái và tôi đã đi ngủ, không dậy được mà lấy bánh cho anh. Chúa Ngài kết luận, ta nói cùng các ngươi, dầu người ấy không chịu dậy cho bánh vì là bạn mình, nhưng vì cớ người kia làm rộn, sẽ dậy và cho người đủ sự cần dùng. Ta lại nói cùng các ngươi, hãy xin sẽ ban cho, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho, vì ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ. Ở đây Chúa cho thấy một hình ảnh sự kiên trì, vì biết rằng mình ra về tay không thì người bạn đến thăm mình sẽ đói ở trong buổi tối đó. Cho nên người này cứ tiếp tục gõ cửa, người này cứ tiếp tục gõ. Và chúng ta thấy ở đây, cái người chủ nhà mà có bánh đó, Chúa Ngài đem đến một cái sự so sánh rằng, nếu không thức dậy vì là bạn của mình, thì người đó cũng phải thức dậy và lấy bánh cho, vì người này đã làm rộn, người này đã khuấy rầy. Chúa Ngài dùng hình ảnh tương phản này, một trong những cái
cách viết văn và của thời của lúc bấy giờ. Đó là nói đến một cái sự tương phản. Nếu người ta không đáp ứng vì là bạn, nhưng mà vì sự kiên trì của người này cứ gõ, cứ xin, thì người này cũng phải thức dậy mà cho bánh, vì nếu không, người này sẽ không để yên cái nhà chủ nhà mà đang có bánh. Chúng ta dùng hình ảnh này để so sánh và nói lên một cái lẽ thật mà chúng ta cần thấy tại đây. Đó là cha của chúng ta, Ngài rất muốn và sẵn sàng. Khi chúng ta gõ cửa, Ngài sẽ ban cho, nhất là khi chúng ta xin bánh cho người khác để đáp ứng nhu cầu của họ. Thì Chúa Ngài đem cái sự tương phản này để Ngài nói rằng, cứ xin các con, hãy xin đi, hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp và sẽ mở cửa cho ai gõ. Cảm ơn Chúa. Nói lên tấm lòng của Đức Chúa Trời, Ngài rất muốn ban và chu cấp cho chúng ta những gì cần thiết để chúng ta có thể đãi những người lân cận của chúng ta. Và đây là phương châm cũng như cách mà chúng tôi học việc Chúa. Chúng tôi trong việc nhìn thấy nhu cầu của những người lân cận, của cộng đồng, của những người chưa biết Chúa, rằng họ sẽ ghé thăm. Những con gái của Chúa có nhu cầu cũng sẽ ghé thăm hội thánh của Chúa. Thì công việc của chúng tôi đó là nhận biết chỗ nào có bánh. Và công việc của sự cầu nguyện là gõ cửa để xin bánh cho những người có nhu cầu mà Chúa cho tiếp xúc với chức vụ cũng như là hội thánh của Chúa. Anh chị em, công việc của chúng ta xin bánh, không phải chúng ta ráng cố gắng để làm vừa lòng một đấng mà làm khó chúng ta. Mà Chúa muốn, rất muốn ban cho chúng ta. Cho nên Chúa bảo hãy xin đi rồi chúng ta sẽ được. Hãy tìm đi rồi chúng ta sẽ gặp. Hãy gõ cửa thì sẽ được mở cho. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta thấy Chúa Giê-xu lại mở ngoặc để giúp đỡ cho chúng ta thấy bánh này là gì. Trong khi các ngươi, trong các ngươi có ai làm cha, câu số 11. Khi con của mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là con xin cá mà cho rắn thay vì cá chăng? Hay là xin trứng mà cho bò cạp chăng? Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi cha các ngươi trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúa Ngài lấy cái hình ảnh của một người vì nhu cầu của một người đến thăm nhà của mình, không có bánh, mà gõ cửa nhà bánh để xin bánh về đãi cho bạn của mình. Để Chúa Ngài nói đến hình ảnh của việc chúng ta là những người khi chúng ta xin Thánh Linh của Chúa, thì cha của chúng ta trên trời đấng tốt lành hơn chúng ta rất nhiều. Và Ngài một lần nữa đem lại cái sự tương phản tại đây. Chúa Ngài nói, trong các ngươi có ai làm cha, khi con của mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là xin cá mà cho rắn thay vì cá chăng? Không có, phải không chị em? Tôi cũng sống đủ để thấy rằng nếu có thì chắc là cũng hiếm lắm. Nhưng mà thông thường chúng ta thấy cha mẹ thì luôn luôn muốn cung cấp cho con cái mình những điều nó cần. Và khi cho thì cho cái điều tốt nhất. Cảm ơn Chúa. Và Chúa Ngài đem cái hình ảnh này để Chúa Ngài đem so sánh. Nếu chúng ta là xấu mà còn biết cho con cái mình điều tốt thay, huống chi cha chúng ta trên trời đấng tốt lành trọn vẹn, Ngài há chẳng ban Đức Thánh Linh cho những người xin Ngài sao? Cảm ơn Chúa. Bánh ở tại đây là hình ảnh của quyền năng, sự hiện diện và sự tiếp trợ của Chúa Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta. Và điều mà chúng ta cần đó là chúng ta xin, chúng ta gõ, chúng ta tìm, nói đến một sự khao khát. Bởi vì Chúa Ngài không phung phí phước hạnh của Ngài, quyền năng và sự hiện diện của Đức Thánh Linh nếu chúng ta không hết lòng và không khao khát. Vì chúng ta sẽ không quý. Nhưng khi chúng ta xin, không phải là Chúa Ngài làm khó chúng ta, nhưng Ngài muốn thấy tấm lòng của chúng ta được điều chỉnh, được trọn vẹn ở trước mặt Chúa, và chúng ta có thể xếp cuộc đời của mình vào trong vị trí để chúng ta có thể nhận trân quý và vui hưởng phước hạnh mà sự hiện diện của Đức Thánh Linh sẽ mang đến trong đời sống của chúng ta. Đức Chúa Giê-xu truyền đạt cả hai hình ảnh. Chúa Cha trên trời mong muốn ở với và ở trong dân sự của Ngài. Và thế nào, sự mong muốn khao khát của con dân của Chúa cũng rất là quan trọng. Cho nên Chúa bảo hãy xin, hãy tìm, hãy gõ. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa cho chúng ta nắm bắt được điều này để chúng ta thấy được. Anh chị em, có một nhà đầy bánh. Chúng ta có thể đến gõ để đãi cho những người có nhu cầu. Chúng ta nhận biết điều đó. Và như tôi đã nói với anh chị em, trong cuộc đời đi theo Chúa của chúng ta, có hai chỗ mà chúng ta phải đến. Cái chỗ thứ nhất là chúng ta phải đến được ở trong cái mức độ nhận biết được rằng mình không thể tự cứu mình.
Và điều đó sẽ dẫn chúng ta đến chỗ chạy đến với Chúa để tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa. Và chỗ thứ hai, sau khi chúng ta nhận sự cứu rỗi của Chúa, là chúng ta phải nhận biết rằng chúng ta không thể nào làm theo điều Chúa dạy và thực hiện những công tác Chúa muốn chúng ta thực hiện. Sống đời sống của một Cơ Đốc nhân thật mà thiếu sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Điều này sẽ dắt chúng ta đến cái chỗ chúng ta sẽ tha thiết và chúng ta mong đợi nơi tấm lòng tốt lành của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ ban cho chúng ta. Ngài chờ đợi để chúng ta nhận biết nhu cầu đó. Một số anh chị em đặt câu hỏi với tôi: mục sư ơi, làm sao để tôi có thể kinh nghiệm được sự đầy dạy Đức Thánh Linh, kinh nghiệm được báp têm trong Đức Thánh Linh? Vì tôi chưa kinh nghiệm được. Công việc là bạn phải xin và để cho Đức Chúa Trời nghe thấy tấm lòng của bạn. Bạn nhận biết được rằng: Chúa ơi, nếu không có sự ban cho Thánh Linh của Ngài trên đời sống của con không có gì, không có ơn, không có quyền của Chúa để giúp đỡ cho ai hết. Đó lý do chúng ta phải xin, chúng ta phải tìm. Xin là khi chúng ta đến với sự nhận biết lời của Cha hứa thì chúng ta xin. Tìm là khi chúng ta tìm lấy được cái lời hứa mà Chúa Ngài ban cho, và chúng ta sẽ gõ cửa Chúa để chúng ta nhận được điều mà Chúa hứa. Thì đó sẽ giúp đỡ cho chúng ta kinh nghiệm được phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Và tôi tin rằng một khi chúng ta hiểu và khao khát đủ, Chúa sẽ đáp ứng trên chúng ta với sự nhận biết rằng ý muốn của Đức Chúa Trời là Ngài rất muốn ban cho chúng ta Thánh Linh của Ngài. Cha đã lên kế hoạch và Ngài đã hứa một thời gian rất lâu qua tiên tri Joel và các tiên tri ở trong lời của Chúa bày tỏ ra công việc Cha hứa ban sự ban cho của Ngài là Thánh Linh của Chúa. Chúa Giêsu nhắc nhở lại cho các môn đồ của Ngài. Ngài căn dặn đừng đi ra bắt tay vào làm bất cứ một thánh vụ, một vụ nào cho đến chừng được mặc lấy quyền phép từ trên cao, cho đến chừng nhận được điều Cha hứa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta sang phần thứ nhì. Đức Thánh Linh chính là lời hứa Đức Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta. Ở trong Luca chương 24 và công vụ chương 1 mà chúng ta đã đọc trong phần đầu, Đức Chúa Giêsu đã bảo đảm cho các môn đồ rằng Đức Thánh Linh sẽ đến ở trên họ trong quyền năng. Và đây là điều sẽ xảy ra, đã xảy ra trong ngày lễ ngũ tuần. Cảm ơn Chúa. Công vụ chương 1 chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu đã dùng một cái chữ rất là tượng hình, rất là quan trọng, mà như tôi chia sẻ với anh chị em, giáo hội đã yên lặng về công việc này một thời gian rất lâu. Lớn lên trong gia đình có đạo, đi nhà thờ từ nhỏ, nhưng mà chúng tôi chưa bao giờ nghe giảng dạy về lẽ thật này, từ ngữ tượng hình này, hình ảnh và công việc hết sức quan trọng này. Chúng ta thấy Chúa Giêsu Ngài đã dạy, và chính Ngài đã dạy điều này. Lúc ở với các môn đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói. Vì chưng, chúng ta để ý đến câu số 5 ở tại đây, lý do vì dân thì đã làm phép báp têm bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Từ ngữ mà tôi muốn nhắc nhở anh chị em ở tại đây đó là báp têm. Báp têm có nghĩa là hoàn toàn được nhận chìm, được nhúng, được dầm thấm. Đức Chúa Giêsu muốn nói với các môn đệ của Ngài đó là trong ít ngày các ngươi sẽ được đặt vào, các ngươi sẽ được hoàn toàn nhúng ướt, các ngươi sẽ được dầm thấm, các ngươi sẽ được đổ đến đầy tràn ra với Thánh Linh của Chúa. Ồ, một hình ảnh tuyệt vời. Lòng của Chúa rất muốn cho anh chị em chúng ta, khi chúng ta đeo đuổi để chúng ta có bánh này, để đãi cho những người lân cận của chúng ta, thì không phải là chúng ta đang cầu nguyện với một Đức Chúa Trời đang làm khó chúng ta. Nhưng mà chúng ta cần phải hiểu và chúng ta tin để chúng ta nhận. Và chúng ta sẽ thấy Chúa Ngài sẽ tuôn đổ trên chúng ta. Báp têm cũng được dùng để diễn tả công việc của một cái miếng vải được nhuộm. Chúng ta có thể thấy tại đây, khi chúng ta nhúng cái miếng vải vào thuốc nhuộm, cho đến khi tất cả những sợi chỉ ở trong cái miếng vải đó được thấm và mặc lấy màu của thuốc nhuộm. Thì đây là hình ảnh mà Chúa Ngài muốn chúng ta thấy được. Xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Chúa Ngài sẽ báp têm chúng ta, Ngài sẽ nhận chìm chúng ta, Ngài sẽ dầm thấm chúng ta ở trong Thánh Linh của Chúa. Hầu cho khi chúng ta bước ra khỏi cái kinh nghiệm này, thì tất cả con người của chúng ta được Chúa Ngài thay đổi.
chúng mang lấy một hình ảnh mới, như một cái miếng vải, thí dụ như màu trắng chẳng hạn. Hay là chúng tôi nhớ năm 1976, 77, 78 thì phong trào nhuộm vải rất là thịnh hành ở tại quê của tôi. Và lúc bây giờ đồng phục của học sinh trung học là quần phải là quần xanh. Nhưng mà vải thì không có vải màu xanh, mà vải chỉ là vải màu kaki. Và ở quê của tôi thì lúc bấy giờ có một cái nhu cầu đó, cho nên những người mà họ đi làm những người nhuộm vải, họ đã thực hiện công việc. Tôi nhớ họ có những cái chiếc xe đạp, và phía sau của họ là một cái nồi thuốc, thuốc nhuộm. Và khi họ đi, họ reo, và ai gia đình nào mà có cái nhu cầu đó gọi họ, họ dừng lại. Tôi nhớ là họ cho một ít củi thêm vào để nấu cho cái thuốc nhuộm nó được nóng lên, biết là có phẩm ở trong đó và có một ít muối ở trong đó. Rồi thì chủ nhà, như là mẹ của tôi, thì giao cho chúng tôi một khúc vải để chuẩn bị để may quần đó. Phải lấy cái màu của kaki đem ra. Và người thợ nhuộm đã lấy cái miếng vải màu kaki đó nhúng vào trong cái nồi thuốc, để cho nước ở trong nồi nó sôi. Rồi lấy một chiếc đũa dài, cứ khuấy đều nó, để cho cái miếng vải nó được dầm thấm vào ở trong cái màu nước nhuộm này. Và khi đủ cái thời gian theo như kinh nghiệm, thì anh lấy cái khúc vải đó ra, thì cái màu kaki bây giờ nó đổi thành màu xanh, màu xanh dương. Đó là cái màu mà đồ đồng phục của trường công lập của chúng tôi bắt buộc các học sinh phải có. Cảm ơn Chúa. Trong hình ảnh này thì chúng ta có thể thấy được cuộc đời của chúng ta trước khi chúng ta gặp Chúa. Chúng ta có một cái màu khác. Chúng ta bước đi theo xác thịt. Cảm ơn Chúa khi chúng ta tin Chúa, Chúa biến đổi, và khi chúng ta chọn cái quyết định, đó là chúng ta muốn kinh nghiệm được sự biến đổi lớn lao và sự hiện diện của Chúa dầm thấm chúng ta. Thì chúng ta đến với Chúa và nhận điều Cha hứa. Và bây giờ Đức Chúa Giêsu Ngài sẽ nhận chìm chúng ta trong Thánh Linh, như lời của Chúa đã dạy cho chúng ta. Chữ bắp tem trong Đức Thánh Linh là như vậy. Cảm ơn Chúa. Vì chưng răng đã làm phép tem bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép bắp tem bằng Đức Thánh Linh. Cảm ơn Chúa. Chúng ta kinh nghiệm được, chúng ta được nhận chìm ở trong Đức Thánh Linh. Ở trong kinh nghiệm chúng ta được bắp tem ở trong Đức Thánh Linh là như vậy. Để rồi khi chúng ta sau cái kinh nghiệm này, thì mọi mặt của đời sống của chúng ta được thay đổi. Như chúng ta đã thấy các phước hạnh của việc bước đi trong Đức Thánh Linh, đầy dạy Đức Thánh Linh mà chúng ta đã học ở trong bài đầu tiên. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta hình dung khúc vải này. Nó không còn cái màu xưa cũ nữa. Nhưng bây giờ nó mặc lấy cái màu của cái phẩm ở trong cái nồi thuốc nhuộm. Thì chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm sự đầy dạy Đức Thánh Linh, chúng ta được dầm thấm ở trong Đức Thánh Linh, chúng ta được nhận chìm ở trong Đức Thánh Linh, chúng ta kinh nghiệm được sự biến đổi của Chúa ở trong đời sống của chúng ta là như vậy. Cảm ơn Chúa. Câu hỏi mà chúng ta cần đặt ra trong thời gian này, bạn đã được chìm ngập trong sự hiện diện của Chúa chưa? Nếu chưa, hãy chuẩn bị tấm lòng của mình, bởi vì tối hôm nay bạn sẽ nhận được điều Cha hứa. Cha hứa mà chúng ta biết xin theo như điều Cha hứa, với lòng tin rằng Cha sẵn sàng ban cho chúng ta, để chúng ta chắc chắn sẽ kinh nghiệm được. Bạn có thể nói là sự hiện diện quyền năng của Chúa đầy dẫy trong bạn, đến độ đầy tràn ra, để bạn có thể kinh nghiệm được phước hạnh, và những người tiếp xúc mình sẽ thấy được Chúa đang sống động ở trong đời sống của bạn. Nguyện xin Chúa ngày ban phước để chúng ta sẽ thấy được sự xác nhận này trong đời sống của chúng ta. Bạn có thể nói làm thế nào được? Chắc chắn rằng Cha đã lên kế hoạch, Cha đã hứa, thì Cha biết rằng việc này có thể xảy ra được. Nếu không, Chúa không hứa cho chúng ta. Một điều mà chúng ta cần nhớ, Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời tốt lành. Ngài hứa, Ngài là đấng giữ lời. Những điều Cha hứa, Cha làm trọn. Cảm ơn Chúa. Và Đức Chúa Trời đang tỉnh thức
để làm trọn những điều mà Ngài đã hứa. Cho nên chúng ta sẽ kinh nghiệm được khi chúng ta biết điều Cha hứa, thấy được cái phước hạnh của việc chúng ta được nhận chìm trong Đức Thánh Linh, được báp têm trong Đức Thánh Linh. Và chúng ta đến chúng ta xin, chúng ta tìm, chúng ta gõ thì chắc chắn chúng ta sẽ được ở trong buổi tối hôm nay. Cảm ơn Chúa. Như vậy làm sao để chúng ta có thể bước vào điều phước hạnh này? Làm thế nào để đời sống chúng ta có thể được chìm ngập trong sự hiện diện và quyền năng của Đức Chúa Trời? Nếu đây là điều lòng của bạn ao ước, nếu bạn khao khát một cấp bậc cao hơn của sự hiện diện và quyền năng của Chúa trong đời sống, thì một số điều chúng ta cần biết. Thứ nhất đó là đây là điều dành riêng cho những người tin. Cảm ơn Chúa. Đây là điều dành chỉ cho những người thật sự ăn năn tội lỗi. Cảm ơn Chúa. Ăn năn và khước từ những tội lỗi. Bẻ gãy hết tất cả những khế ước mà chúng ta đã từng ký với thế giới tối tăm trong cuộc sống cũ của mình. Chúng ta cần ăn năn, nhận sự tha thứ của Đức Chúa Giê-xu và tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa và là chủ của cuộc đời. Đó là điều kiện rất là quan trọng để chúng ta trở nên những kẻ tin. Tội lỗi không ăn năn chính là bức tường ngăn cách giữa chúng ta với Chúa. Nó là cớ ngăn trở. Cho nên chúng ta cần dọn dẹp đời sống của mình, ăn năn những tội lỗi, xóa những khế ước và công bố đoạn tuyệt với công việc của thế giới tối tăm. Lúc bây giờ chúng ta chuẩn bị và hội đủ điều kiện để chúng ta có thể nhận điều Cha hứa. Công vụ chương 2:38, Phi-rơ trả lời cho đám đông như thế này: hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Giê-xu chịu phép báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho của Đức Thánh Linh. Cảm ơn Chúa. Điều thứ hai mà chúng ta cần biết đó là đây là điều lòng Chúa Cha ao ước lâu dài trước khi chúng ta biết ao ước nó. Hãy nương vào điều này. Càng bước đi với Chúa, tôi càng nhận biết điều này một cách rõ ràng trong đời sống. Cha có những điều rất tốt mà Ngài hứa ban cho chúng ta. Và bởi lòng nhân từ và tình yêu thương của Ngài, Ngài chắc chắn, Ngài rất muốn ban cho chúng ta, bởi vì Ngài muốn chúng ta là những đứa con đầy quyền năng của Ngài. Ngài muốn đời sống của chúng ta, những người trong Chúa, là những đời sống phong phú, dư dật ở trong ơn của Chúa. Ngài muốn đời sống của chúng ta trong Chúa, đời sống được tràn đầy phước của Chúa, để chúng ta có thể làm nguồn phước. Để chúng ta có thể chia sẻ từ sự dư dật của Chúa cho những người có cần. Để nhận biết điều đó, để chúng ta thấy rằng Cha rất muốn. Điều mà lòng của Chúa Cha ao ước lâu dài rồi, trước khi chúng ta biết ao ước cái điều đó. Và tôi nhận biết điều này ở trong đời sống. Việc mà tối hôm nay anh chị em được học bài học này, tôi tin rằng vì Cha rất muốn chúng ta kinh nghiệm được, cho nên Chúa Ngài đã sắp đặt để trong thời giờ này chúng ta có thể làm những công việc khác. Nhưng Chúa Ngài sắp đặt để chúng ta có cái thời giờ này tại đây vì Chúa đã định chúng ta sẽ nhận được điều mà Cha đã hứa khi chúng ta xếp cuộc đời chúng ta vào trong vị trí để chúng ta có thể kinh nghiệm được. Hãy nhớ Luca chương 11 câu 9 đến 13 dạy chúng ta phải mong muốn Cha yêu thương thường trực ở với chúng ta. Đây là điều mà Đức Chúa Giê-xu muốn nhấn mạnh khi Ngài nói: hãy xin sẽ ban cho, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Vì hãy ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ. Trong các ngươi có ai làm cha khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là xin cá mà cho rắn thay vì cá chăng? Hay là xin trứng mà cho bò cạp chăng? Và câu 13 là câu mà Chúa Ngài kết luận tới đây: vậy nếu các ngươi là người xấu mà còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài. Cảm ơn Chúa. Như vậy sự kiên trì đến với Chúa trong đức tin, tin chắc rằng Ngài sẽ nghe chúng ta và sẽ ban thưởng cho chúng ta, đây là điều cần thiết ở trong đời sống của chúng ta. Thứ ba, mong chờ kinh nghiệm sự hiện diện và quyền năng của Chúa một cách rõ ràng và cụ thể. Bạn sẽ kinh nghiệm sự gần gũi của Chúa. Khi chúng ta cảm nhận được sự gần gũi thân mật của Chúa, thì điều gì sẽ xảy ra? Cảm ơn Chúa. Cảm xúc sẽ rào rạc. Cảm ơn Chúa. Tôi chứng kiến những điều này và luôn trân quý những hình ảnh. Chủ nhật vừa qua, một trong những người trong ban hát dẫn là cô Hugh Rose, trong sự tràn ngập của sự hiện diện của Chúa trong giờ ngợi khen. Cảm ơn Chúa. Chúa Ngài làm cho cảm xúc của cô rào rạc. Khi cô bước lên để nói về cái thời giờ thông báo, thì cô xúc động đến độ cô khóc mà cô không nói được. Cảm ơn Chúa. Sự hiện diện của Chúa, khi chúng ta ở gần với sự hiện diện của Ngài thì sẽ có những cảm xúc như vậy, tương tự như vậy xảy ra trong chúng ta.
Điều này không có nghĩa là chúng ta đi tìm cảm xúc. Nhưng mà cảm xúc của chúng ta chịu ảnh hưởng bởi vì chúng ta là những con người có cảm xúc. Và Chúa Ngài cho chúng ta kinh nghiệm được sự hiện diện của Ngài. Nhiều người mô tả sự hiện diện của Chúa như là có một cái vòng tay ôm chầm lấy mình. Ở trong sự hiện diện của Chúa, nhiều người kinh nghiệm điều đó. Có người kinh nghiệm như Chúa Ngài đang rờ trên đầu của mình. Cảm ơn Chúa. Có người kinh nghiệm như là những cái dòng điện chạy ở trong thân thể mình, trong những cái cảm xúc mà Chúa Ngài bày tỏ, thể hiện sự hiện diện của Ngài, thì thân thể của chúng ta có cái phản ứng như vậy. Cảm ơn Chúa. Mỗi người trong chúng ta có một phản ứng cảm xúc khác nhau trong sự hiện diện của Chúa. Thứ tư, đừng ngạc nhiên khi những hiện tượng này xảy ra. Chúng ta không đi tìm những kinh nghiệm vật lý, nhưng chúng ta biết rằng Kinh Thánh cho chúng ta đầy những cái mô tả để chúng ta thấy được những người được Chúa Ngài thăm viếng, những người ở trong sự hiện diện của Chúa, thì những điều này đã được ghi lại cho chúng ta. Chúng ta thấy một khi chúng ta được chìm ngập trong sự hiện diện và quyền năng của Chúa, chỉ có những giọt nước mắt vui mừng đổ xuống. Cảm ơn Chúa. Khóc như chưa bao giờ khóc. Hallelujah. Run rẩy. Có những người ở trong sự hiện diện của Chúa thì thân thể của họ run rẩy. Rồi có người thì kinh nghiệm là có một cảm giác ấm cúng như Chúa Ngài đang ôm lấy chúng ta. Có người thì kinh nghiệm mất sức đứng vững cho nên ngã ra. Luôn cả môi thì rung lên. Nói không thành lời. Và tất cả những phản ứng này cho chúng ta thấy chúng ta đang kinh nghiệm Chúa trong đời sống của mình. Và tôi nhớ khi tôi hỏi Chúa tại sao thân thể của chúng ta có những cái phản ứng như vậy. Và tại sao người ta ngã ra trong sự hiện diện của Chúa. Thì Chúa cho tôi cái hình ảnh đó là vì sự hiện diện của Chúa đầy quyền năng và sự sống của Ngài. Mạnh mẽ đến độ như là những dòng điện cao thế. Khiến cho tất cả các mạch điện ở trong chúng ta nó bị quá tải. Cho nên chúng ta thấy rằng có những lúc như người ta như ngất đi, ngã ra trong sự hiện diện của Chúa. Cảm ơn Chúa. Mỗi người trong chúng ta có những phản ứng khác nhau ở trong kinh nghiệm, ở trong sự hiện diện của Chúa. Và chúng ta đừng lấy lầm lạc. Vì Kinh Thánh nói cho chúng ta điều đó. Những giọt nước mắt của sự vui mừng, Chúa Ngài sẽ ban cho chúng ta cái sự vui mừng ở trong sự hiện diện của Chúa. Ngài sức giàu vui mừng cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Rồi chúng ta thấy run rẩy. Ê-xê-chiên nói rằng khi Chúa Ngài phán với ông, khi ở trong sự hiện diện của Chúa, thì xương của ông, ở trong người của ông nó khua lên. Ông run rẩy trong sự hiện diện của Chúa. Cảm ơn Chúa. Một cảm giác ấm cúng như là Chúa Ngài, Ngài thăm viếng ở trên thân thể của mình. David nói rằng thân thể của tôi hao mòn về Chúa. Vì khi Chúa Ngài, Ngài đụng chạm đến Ngài thăm viếng, chúng ta thấy thân thể của chúng ta được tiếp xúc với Chúa của sự sống, Đức Chúa Trời hằng sống. Thân thể của chúng ta kinh nghiệm một luồng sinh khí được Chúa Ngài mang vào trong thân thể chúng ta. Nhiều người nói rằng tươi mới. Tất cả những gánh nặng, những buồn khổ, những cái mệt mỏi sau sự thăm viếng của Chúa, họ đứng lên và họ thấy rằng dường như tất cả điều đó nó tuột đi hết và họ như là những người có thể bay bổng được. Cảm ơn Chúa. Những cảm xúc này có thể đến ở trên chúng ta khi chúng ta trải nghiệm Chúa. Cảm ơn Chúa. Quyền năng của Ngài thể hiện sự hiện diện của Ngài. Sứ đồ Giăng trong sách Khải Huyền, ông ở trong sự hiện diện của Chúa thì ông ngã xuống như người chết. Cảm ơn Chúa. Ở trong sự hiện diện và quyền năng của Chúa, khi những tinh lính của các thầy tế lễ sai đến để bắt Đức Chúa Giêsu ở trong vườn Gethsemane, khi Đức Chúa Giêsu Ngài trả lời chính ta đây, thì cả cái đám lính đó họ té ngửa ra phía sau. Ở trong sự hiện diện của Chúa phục sinh, chúng ta thấy những tinh lính canh mộ của Chúa họ đã ngã ra như người chết. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta được gần gũi và tiếp xúc với sự hiện diện của Chúa, thì thân thể của chúng ta sẽ có những phản ứng như vậy. Cảm ơn Chúa. Và có những trường hợp người ta như người say rượu. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta hiểu lý do tại sao trong ngày lễ Ngũ Tuần, nhưng chúng đổ ra và thấy các môn đồ, các sứ đồ đang lấy tiếng của ngôn ngữ của sứ của họ và nói về những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Thì có người đã lên tiếng đi đến một cái kết luận, đó là những người say rượu. À, có những cái dáng dấp, có những cái cử chỉ như là người say, mất cái sự kiểm soát bởi vì Đức Thánh Linh Ngài chi phối ở trên thân thể của họ. Cảm ơn Chúa. Lý do tại sao mà sau này sứ đồ Phaolô nói rằng đừng say rượu, vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng hãy được đầy dẫy Đức Thánh Linh, hay là hãy được say ở trong Thánh Linh. Cảm ơn Chúa. Sẽ có những phản ứng như vậy, sẽ có những hiện tượng như vậy xảy ra. Cảm ơn Chúa. Và tôi tin rằng trong giây lát khi chúng ta cầu xin Cha ban cho chúng ta điều Cha hứa, anh chị em cũng sẽ kinh nghiệm điều đó. Hãy chuẩn bị sẵn tấm lòng của mình
và sẵn sàng để đón nhận. Không ngạc nhiên vì chính những điều mà chúng ta sợ sẽ ngăn trở chúng ta. Chúng ta thấy rằng đã có ở trong Kinh Thánh, đã từng ghi lại cho chúng ta ở trong Kinh Thánh. Cảm ơn Chúa. Trong quyền năng và sự hiện diện của Chúa, những con người mà trong Kinh Thánh đã ghi lại cho chúng ta có những phản ứng khác nhau. Có người té sấp mặt xuống trước sự hiện diện của Chúa. Ông tiên tri Daniel thì ông bò, ông đi bằng tay và chân của mình. Ông bò trên đất và ông cũng ngã ra như người chết. Cảm ơn Chúa vì sự hiện diện của Chúa đem lại một cái trải nghiệm ở trong thân thể của chúng ta, ở trong đời sống của chúng ta nữa. Cảm ơn Chúa. Rồi một hiện tượng khác nữa rất là quan trọng. Nói đến thứ ngôn ngữ mà Mark thì gọi là tiếng mới. Và các bản dịch khác ở trong tiếng Việt của chúng ta thì những kinh nghiệm khác ở trong công vụ các sứ đồ cũng như Corinto thì dùng đó là tiếng lạ. Nhưng mà trong nguyên tác cũng như trong tiếng Anh thì chỉ nói là một ngôn ngữ thân, chứ không có nói nó là lạ hay là quen. Nhưng mà có một cái sự xác nhận một cách rất là rõ ràng mà chúng ta có thể thấy được ở tại đây. Mark thì nói rằng chúng ta sẽ kinh nghiệm được, chúng ta nhân danh Chúa và chúng ta lấy tiếng mới mà nói. Cảm ơn Chúa. Các chỗ khác của sách Công vụ Sứ đồ thì họ nói tiên tri, họ ca ngợi Đức Chúa Trời. Trong nguyên tác, đây là những cái ngôn ngữ mà người ta nói ra. Và chúng ta có thể thấy được ở đây Sứ đồ Phaolô nói trong Corinto thứ nhất chương 13, dầu tôi nói được các thứ tiếng của loài người là tiếng của thiên sứ. Như vậy chúng ta thấy có những ngôn ngữ mà chúng ta không có học, chúng ta không có hiểu, nhưng có thể thể hiện ra trong lúc đó, được gọi là tiếng mới hay là tiếng lạ. Cảm ơn Chúa, khi chúng ta được ở trong sự hiện diện của Chúa, được dầm thấm trong Đức Thánh Linh, thì một trong những điều có thể xảy ra nữa, phản ứng của thân thể của chúng ta, đó là Chúa ngài cho chúng ta được ân tứ để chúng ta nói tiếng lạ. Các ân tứ quyền năng của Chúa có thể khai phóng ra ở trên đời sống của chúng ta trong lúc đó. Cảm ơn Chúa. Như khi chúng ta được nhận chìm ở trong sự hiện diện của Chúa, như chúng ta lấy một cái bông đá, chúng ta nhận chìm ở trong một cái thau nước, chúng ta đem cái bông đá chúng ta để trên mặt bàn, thì chúng ta thấy nước bắt đầu đổ ra từ cái bông đá đó. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta được nhận chìm ở trong Chúa thì phước hạnh của Chúa sẽ tuôn chảy ra từ chúng ta, thể hiện ở trên thân thể chúng ta, ở trong ơn quyền của Chúa, khả năng siêu nhiên mà chúng ta có thể kinh nghiệm được, và ngôn ngữ thiên đàng để chúng ta có thể cầu nguyện với Chúa trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Một âm thanh, một ngôn ngữ lạ bắt đầu xuất ra từ miệng của chúng ta để chúng ta có thể ngợi khen Chúa trong ơn của Chúa. Trong ngày lễ ngũ tuần cũng như các lần khác ở trong sách Công vụ Sứ đồ, bất cứ lúc nào Đức Thánh Linh nhúng trọn một cơ đốc nhân trong sự hiện diện của Ngài, họ đều ca ngợi Chúa, họ tiên tri trong ngôn ngữ mà Ngài đã hạ hơi trên họ. Cảm ơn Chúa. Làm thế nào để bạn có thể kinh nghiệm được? Thứ nhất, Đức Thánh Linh sẽ làm sáng danh Đức Chúa Giêsu và Đức Chúa Trời. Giăng chương 16 câu số 14, ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các người. Cho nên hãy tạo một môi trường đón nhận bằng cách chúng ta ngợi khen, thờ phượng và bày tỏ lòng chúng ta yêu quý Đức Chúa Giêsu. Ngôn ngữ thiên đàng mà chúng ta sẽ nhận được từ Đức Thánh Linh chính là sự tiếp tục của sự ngợi khen như chúng ta đã thấy ở trong sách Công vụ các sứ đồ. Amen Chúa, ngợi khen Chúa. Thứ hai, chúng ta biết rằng chúng ta có thể kinh nghiệm việc nói ở trong tiếng mới. Tất cả những người trong Kinh Thánh khi được chìm ngập trong Thánh Linh đều đã nhận được ngôn ngữ thiên thượng này. Cho nên bạn đừng chấp nhận bất cứ một ý kiến nào khác. Hãy trở lại với chính lời của Chúa để chúng ta được xác nhận. Chính Đức Giêsu xác nhận ở trong Mác chương 16 câu số 17, và những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói. Những kẻ tin, anh chị em nhớ điều kiện, báo tem Đức Thánh Linh là dành cho những kẻ tin, và những kẻ tin sẽ kinh nghiệm được điều này. Cảm ơn Chúa, những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này. Đây là một cái việc lạ, đây là một cái dấu của sự xác nhận của Chúa rằng sự hiện diện của Ngài ở với chúng ta, anh chị em còn nhớ. Đó là lấy danh ta mà trừ quỷ. Cảm ơn Chúa vì sự hiện diện của Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Cho nên khi chúng ta lấy danh của Chúa, chúng ta nói thì như chính Đức Chúa Giêsu đang đứng ở tại hiện trường đó để thực thi công việc, và quỷ nó phải tháo chạy. Dùng tiếng mới mà nói. Cảm ơn Chúa. Thứ ba, không sợ hãi, vì sợ hãi làm vắng bóng đức tin. Đừng sợ sự ban cho của Chúa. Vì nhớ Chúa Giêsu đã so sánh.
chúng ta là người xấu còn biết cho con cái chúng ta vật tốt thay, huống chi cha của chúng ta trên trời há chẳng ban Đức Thánh Linh cho những kẻ xin Ngài sao? Có một số người họ hù dọa các con cái của Chúa trong sự khao khát rằng xin bắp tem Đức Thánh Linh, xin bắp tem Đức Thánh Linh, coi chừng nó quỷ nó nhập. Ồ, khi chúng ta thật sự xin nơi Đức Chúa Trời, Ngài không bao giờ ban cho chúng ta điều xấu, anh chị em. Chúa Ngài so sánh để nói lên cái tương phản. Chúng ta là người xấu còn biết cho con cái mình vật tốt hay, huống chi cha của chúng ta trên trời há chẳng ban Đức Thánh Linh cho những kẻ xin Ngài sao? Ai ban cho chúng ta? Cha tốt lành của chúng ta, và Ngài sẽ ban Thánh Linh của Ngài trên chúng ta. Cho nên đừng sợ hãi, nhưng mà hãy đến với lòng tin ở trong ơn của Chúa. Nếu chúng ta đã từng bị hù dọa, tiếng lạ là của ma quỷ hay là bắt tem Đức Thánh Linh, mấy cái chuyện đó là chuyện của, và người ta đã đặt tên cho nó. Chúng ta nhân danh Chúa trong thời gian này xin Chúa Ngài tha thứ vì chúng ta đã nghe và chúng ta đã để trong tiềm thức của chúng ta. Chúng ta gột rửa hết tất cả điều đó và xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời tốt lành. Đức Chúa Giêsu là đấng làm bắp tem cho chúng ta bằng Đức Thánh Linh, thì Ngài cũng sẽ ban cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất mà Chúa Ngài ban cho, như Chúa Cha sẽ ban cho chúng ta Thánh Linh của Ngài khi chúng ta xin. Đừng sợ hãi, nhưng mà lấy đức tin để chúng ta đón nhận. Thứ tư, chúng ta cần biết đây là sự ban cho của Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta hãy tiếp nhận. Đây là phần của bạn đó. Cảm ơn Chúa. Bạn không cần phải chờ Chúa ban Đức Thánh Linh cho bạn. Ngài đã cho rồi. Phần của bạn là xin, không phải để có, mà để tiếp nhận một cách cá nhân. Cho nhớ như vậy. Vì Thánh Linh đã giáng lâm, Đức Thánh Linh đã được ban cho. Và điều đó không thuộc về chúng ta cho đến khi chúng ta xin một cách để đón nhận một cách cá nhân, để chúng ta kinh nghiệm một cách cá nhân trong đời sống của chúng ta. Xin Chúa giúp đỡ đi, những điều này sẽ gỡ rối cho anh chị em, hoặc cho anh chị em có thể sẵn sàng để có thể tiếp nhận ở trong ơn của Chúa. Một ý nghĩa khác để giúp đỡ cho chúng ta. Làm sao để chúng ta nhận sự cứu rỗi? Chúng ta nghe tin lành của Chúa rao giảng cho chúng ta. Rồi bởi đức tin chúng ta dâng cho Chúa, trao cho Chúa những tội lỗi mà mình phạm, những điều xấu trong đời sống của mình. Rồi bởi đức tin nhận từ nơi Chúa sự ban cho tốt đẹp của Ngài, sự cứu rỗi, sự sống đời đời, sự biến đổi của Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta nhận được bởi đức tin. Amen. Bây giờ bắt tem Đức Thánh Linh cũng giống như vậy. Bây giờ chúng ta đã nghe lời của Chúa được rao giảng và giải thích cho chúng ta. Kế hoạch của Đức Chúa Trời muốn bày tỏ sự hiện diện của Ngài ở cùng chúng ta, Emmanuel, Ngài ở với dân sự của Chúa như đám mây và trụ lửa ở trong 40 năm họ đi trong đồng vắng. Như sự hiện diện của Chúa Thánh Linh ở trên chức vụ của Đức Giêsu, Ngài được sanh bởi Đức Thánh Linh. Ngài được đầy dạy Đức Thánh Linh, Ngài được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh, và Ngài được mặc lấy quyền phép bởi Đức Thánh Linh. Họ sánh đầu tiên cũng đã kinh nghiệm điều này. Bây giờ đến phiền chúng ta đón nhận ở trong ơn của Chúa một cách cá nhân. Chúng ta lấy đức tin và chúng ta nhận. Như chúng ta lấy đức tin nhận sự cứu rỗi, bây giờ chúng ta lấy đức tin để đón nhận, vì lời của Chúa hứa Ngài không bao giờ thất hứa với chúng ta. Bởi đức tin xin và đón nhận ở trong ơn của Chúa, để chúng ta sẽ kinh nghiệm được nhận chìm trong Đức Thánh Linh, để đời sống của chúng ta có thể kinh nghiệm được phước hạnh một cách lớn lao ở trong ơn của Chúa, để chúng ta thật sự kinh nghiệm được bước đi trong Thánh Linh của Chúa. Và cuộc đời của chúng ta đi theo sự dẫn dắt của Ngài, thì chúng ta sẽ không làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt nữa, mà chúng ta có thể làm trọn những điều ưa muốn của Thánh Linh. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước trên anh chị em trong thời gian này. Hết thảy chúng ta có thể đến với Chúa trong thời gian này, để chúng ta lấy đức tin và chúng ta xin ba điều. Thứ nhất, xin Chúa Cha ban cho chúng ta điều Cha hứa. Cảm ơn Chúa. Thứ hai, chúng ta xin Đức Chúa Giêsu là đấng làm bắp tem bằng Đức Thánh Linh sẽ bắp tem cho chúng ta ở trong thời gian này. Thứ ba, chúng ta bởi đức tin đón nhận bắp tem trong Đức Thánh Linh và đón nhận sự tuôn đổ của Thánh Linh của Chúa ở trên chúng ta. Cảm ơn Chúa. Anh em nắm được vấn đề chưa? Cảm ơn Chúa. Bây giờ xin chúng ta đến để đón nhận ở trong ơn của Chúa. Trước nhất chúng ta dành một đôi phút để chúng ta xác nhận lòng tin của chúng ta nơi Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài đã là cứu Chúa của chúng ta chưa? Nếu chưa, hãy thật lòng tin và tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài, để chúng ta trở nên kẻ tin. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta trong thời gian này cầu nguyện xin Chúa Ngài hướng dẫn cho chúng ta.
Nếu có những ngăn trở, những lời dạy sai, những lời nói xấu về Thánh Linh của Chúa, mà chúng ta đã nghe những người có thẩm quyền trên đời sống của chúng ta đã từng nói những cái lời vô lý đó. Luôn cả mục sư hay là những người giáo sư thần học gì đó mà có thể chúng ta đã từng nghe họ nói. Xin Chúa nghe tha thứ. Xin Chúa gột bỏ tất cả những điều đó khỏi tâm trí của chúng ta. Nếu chúng ta đã từng có suy nghĩ cũng như thái độ sợ về sự ban cho tuyệt vời này của Chúa, gỡ bỏ khỏi tâm lòng của chúng ta và với lòng tin Cha tốt lành của chúng ta, Đấng đã kế hoạch để ban cho chúng ta điều Ngài hứa, đó là trong những ngày sơ rốt, Ngài sẽ đổ thần của Ngài trên mọi loài xác thịt. Cảm ơn Chúa. Chúa Giê-xu nhắc nhở về điều Cha hứa này ở trong Luca chương 24. Và Đức Chúa Giê-xu cũng nhắc nhở cho các môn đệ của Ngài ở trong Công vụ chương 1, câu 4, câu 5 và câu 8. Cảm ơn Chúa. Đón nhận ở trong ơn của Chúa. Khước từ những gì dạy sai và kinh nghiệm tuyệt vời này bởi đức tin đón nhận ở trong ơn của Chúa. Cha kính yêu, chúng con đến với Chúa trong thời gian này. Xác nhận lòng trung thành của chúng con với Chúa. Là Chúa Giê-xu, chúng con xin bởi đức tin giao cho Chúa những tội lỗi mà chúng con đã phạm trong cuộc đời này. Chúng con ăn năn quay về, tiếp nhận và công bố Chúa Giê-xu là cứu Chúa của con và Ngài là chủ của đời sống của con. Vậy này xin Chúa Ngài thanh tẩy để thân thể của chúng con được rửa bằng huyết của Chúa, lương tâm của chúng con được rửa bằng nước trong là lời của Ngài, để chúng con sẵn sàng là một cái bình để đón nhận, một thân thể được thánh hóa để chúng con có thể đón nhận phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho chúng con là Thánh Linh của Ngài. Cảm ơn Chúa. Xin tha thứ cho những điều mà chúng con đã từng phạm ở trước mặt Chúa, khi chúng con nói theo những người đã dạy sai về công việc của Đức Thánh Linh. Lòng của chúng con nếu có những sợ hãi nào đối với kinh nghiệm tuyệt vời này, xin Chúa Ngài tha thứ và cất khỏi. Là Chúa có những khế ước với những công việc liên can đến khoa học quyền bí, công việc của thế giới tối tâm, của bối khoa, của tướng số, của tử vi, của yoga, của những thứ mà nguồn của nó đến từ nước của sự tối tâm. Chứ con xin Chúa Ngài tha thứ và giờ này công bố đoạn tuyệt và vô hiệu hóa công việc của nó trên đời sống của chúng con. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Xin huyết của Chúa Giê-xu rửa sạch chúng con khỏi một điều gian ác. Xin huyết của Chúa lên tiếng nghịch và chống lại với tất cả những khế ước, những giấy tờ nghịch cùng chúng con. Và xin Chúa giờ này trút phế tất cả công việc của thế giới tối tăm, nộp nó ra một cách tỏ tường giữa thiên hạ với Chúa khi Chúa chịu đóng đinh trên thập tự giá. Chúng con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa. Anh chị em hết lòng tin và bây giờ sẵn sàng để đón nhận. Cảm ơn Chúa. Lạy Cha, xin ban điều Cha hứa trên hết thảy anh chị em chúng con, những người đang cần kinh nghiệm được báo tem trong Đức Thánh Linh trong thời gian này. Xin ban điều Cha hứa. Chúng con bởi đức tin, tin vào sự tốt lành của Ngài và chúng con đón nhận điều Cha hứa trong thời gian này. Lạy Chúa Giê-xu, là Đấng đã đến thế gian này trong hai công việc mà Giăng Baptist đã giới thiệu. Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời đến để cất tội lỗi của thế gian đi. Cảm ơn Chúa vì công việc của Ngài đã và đang làm để cứu chúng con, để thánh hóa chúng con, để chúng con sẵn sàng để có thể trở nên đền thờ nơi Chúa ngự và Thánh Linh của Chúa có thể giáng xuống ở trên chúng con ở trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa vì công tác thứ hai mà Giăng Baptist đã giới thiệu với chính mình Ngài. Ngài là Đấng đến làm báp tem. Ngài đã Đấng làm báp tem bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Chúng con giờ này xin Chúa Giê-xu Ngài báp tem cho anh chị em chúng con trong giờ này, nhận chìm chúng con ở trong Thánh Linh ở trong giờ này, dầm thấm chúng con trong Thánh Linh ở trong giờ này, hỡi Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Bởi đức tin chúng con đón nhận Thánh Linh giáng xuống ở trên mỗi chúng con ở trong ơn của Ngài, tái đổ đầy sự hiện diện của Ngài trên chúng con ngay trong giờ này. Chúng con ngợi khen Chúa.
Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Bởi Đức Tin Lành cho em đón nhận. Đón nhận. Cảm ơn Chúa. Nếu có những hiện tượng bắt đầu xảy ra, cảm ơn Chúa, tiếp nhận ở trong ơn của Ngài. Hãy cảm thấy như là Chúa Ngài đang ôm ấp mình. Hãy cảm ơn Chúa vì vòng tay yêu thương nồng ấm của Chúa đang nắm giữ chúng ta. Hãy đang kinh nghiệm niềm vui dâng trào từ nơi tấm lòng của mình. Hãy mở miệng ra và bắt đầu cảm tạ ngợi khen Chúa ở trong ơn của Chúa. Nếu có ai cảm nghiệm như là có những dòng điện chạy ở trong thân thể của mình, cảm ơn Chúa và đón nhận, đừng chống đối, đừng sợ. Đó là sự rơ chạm của sự hiện diện của Chúa. Hãy đón nhận ở trong ơn của Chúa. Hãy kinh nghiệm có một cảm giác như là miệng của mình bắt đầu, môi của mình cứ mấp máy. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Hãy tự do, thư thả và nhường lưỡi của mình cho Đức Thánh Linh Ngài dẫn dắt. Và bắt đầu mở miệng ra, khởi sự nói theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Tuôn đổ trong ơn của Chúa. Ngài khen Chúa và chúng con chúc tụng Chúa. Ngài là Đức Chúa Trời tốt lành. Ngợi khen Đức Chúa Trời chúng con là đấng vĩ đại, đấng toàn quyền, tể trị. Chúng con ngợi khen Ngài, Ngài là Đức Giê-hô-va Gi-rê, đấng sắm sẵn mọi nhu cầu cho chúng con. Ngài là Đức Giê-hô-va Sa-ma của chúng con. Cảm ơn Chúa vì sự hiện diện của Ngài. Ngài là Đức Giê-hô-va Ra của chúng con, đấng luôn ở cùng chúng con. Chúng con ngợi khen Chúa, chúng con chúc tụng Ngài. Hallelujah, ngợi khen Chúa. Anh chị em nếu không có thể nói được bằng tiếng Việt hay là bằng tiếng Anh hay là ngôn ngữ mà anh chị em thông thạo, bây giờ hãy bật qua và nói thứ ngôn ngữ mà Thánh Linh bắt đầu cho mình nói. Ngợi khen Chúa. Hallelujah, chúc tụng Chúa. Ngợi khen Ngài. Hallelujah, ngợi khen Chúa. Ngợi khen Chúa, chúng con chúc tụng Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Như vô số người đã từng kinh nghiệm, anh chị em ai đang kinh nghiệm một sự rờ chạm của sự hiện diện của Chúa, hãy lên tiếng, hãy nói thành lời, hãy bày tỏ ra để chúng tôi cùng vui mừng với anh chị em trong ơn của Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa đang ở với chúng ta, ở tại đây cũng như trên đường truyền. Cảm ơn Chúa. Kinh nghiệm Chúa ở trong đời sống của chúng ta, hãy bày tỏ ra phước hạnh ở trong ơn của Chúa, chúc tụng Ngài trong quyền năng của Chúa. Hallelujah, chúc tụng Chúa. Ngài khen Chúa. Anh chị em khi kinh nghiệm rồi, anh chị em sẽ không còn là con người cũ nữa. Chọn bước đi theo Thánh Linh để chúng ta không còn làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúc tụng Ngài. Giờ này quyền năng của Ngài Chúa giàu tác động. Lạy Chúa, xin Ngài kích hoạt và khai phóng các ân tứ quyền năng trên mỗi anh chị em chúng con trong thời gian này. Sự thể hiện ra của Đức Thánh Linh trong chính ân tứ quyền năng của Chúa cũng thể hiện ra một cách rõ rệt ở trên anh chị em chúng con, để chúng con hết thảy để sẽ trở nên khí cụ hữu dụng ở trong tay của Ngài và sử dụng những khả năng siêu nhiên này từ Chúa để chúng con có thể phục vụ một cách hiệu quả. Chúng con ngợi khen Ngài. Hallelujah, chúc tụng Chúa của chúng con. Ngợi khen Chúa, chúc tụng Ngài. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì sự ban cho của Ngài. Tạ ơn Chúa vì kinh nghiệm anh chị em của chúng con đang kinh nghiệm. Chúng con chúc tụng Chúa, chúng con ngợi khen Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Nếu chị em cảm nhận được có sự rờ chạm của sự hiện diện của Chúa trên đời sống của mình, nhưng chưa thấy dấu hiệu của ngôn ngữ tiếng mới, ngôn ngữ thiên thượng, đừng quan tâm. Tối hôm nay trong giấc ngủ anh chị em cũng có thể kinh nghiệm được. Hay là một thời gian sau, trong lúc anh chị em riêng tư với Chúa, trong thời giờ tĩnh nguyện, trong thời giờ cầu nguyện, Chúa Ngài sẽ bật nút và chúng ta sẽ kinh nghiệm để chúng ta có được ngôn ngữ thiêng liêng, để chúng ta không những chỉ cầu nguyện trong tâm trí mà chúng ta cũng có thể cầu nguyện trong tâm linh, để chúng ta có được một phương tiện để chúng ta có thể gây dựng chính mình vì người nói tiếng lạ, gây dựng chính mình người nói tiên tri, gây dựng hội thánh của Chúa. Để Chúa Ngài ban phước và chúng ta kinh nghiệm được trong ơn của Chúa. Hallelujah. Ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúc mừng các anh chị em đã kinh nghiệm được sự tươi mới, rờ chạm của sự hiện diện của Chúa. Bây giờ chúng ta học làm quen với sự hiện diện của Chúa mà chúng ta đang trải nghiệm. Và xin Chúa cho để chúng ta thường xuyên ở trong sự hiện diện đó. Để rồi chúng ta sẽ kinh nghiệm được khi áng mây bắt đầu di chuyển, khi Thánh Linh của Chúa Ngài hướng dẫn, chúng ta liền vâng lời, lập tức vâng lời để chúng ta đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, hoặc cho đời sống của chúng ta bắt đầu bước lên một đẳng cấp, một mức độ cao hơn của sự kinh nghiệm Chúa trong ơn của Chúa. Hallelujah. Chúc mừng anh chị em
Và chúng ta ban phước anh chị em kinh nghiệm được ơn của Chúa mở rộng trong đời sống của chúng ta, phong phú càng hơn ở trong những giờ sắp đến ở trong ơn của Chúa. Hallelujah. Hẹn gặp lại anh chị em trong những buổi học kinh thánh kế tiếp của chúng ta. Xin Chúa gìn giữ bảo vệ anh chị em ở trong ơn của Chúa. Hỡi ngợi khen Ngài. Cháu dấu xin tiếp tục thăm viếng ban phước trên anh chị em chúng con và gìn giữ mọi người được an toàn, phước hạnh ở trong ơn của Chúa và tìm thấy được những người yểm trợ cùng một kinh nghiệm để cùng nhau bước đi ở trong ơn của Chúa theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Chúng con cảm ơn Ngài. Bạn Chúa chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hẹn gặp lại anh chị em trong danh Chúa Giêsu Christ. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.